Rồi, khẳng minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Những quả súp đơn của SRX700 718S đẹp như mới luôn, made in USA. Tiếp tục test một quả lên đường trao trả em Dũng ở dưới Hải Phòng. Em Dũng gọi là mua sắm và chơi hàng cực kỳ kỹ luôn. Mọi người nghe tên em Dũng rồi, mua sắm trên khẳng minh và mua sắm cho anh em, người nhà, bạn thân, các thứ, rất là nhiều đồ. Một quả lên đường, hai quả đẹp như mới luôn. Về nhá.